Thông tin tiểu sử Quang Lê Quang Lê, sinh 24 tháng 1 năm 1981. Tên thật là Lê Hữu Nghị, Quang Lê sinh ra tại Huế. Trong gia đình gồm 6 anh em và một người chị nuôi. Quang Lê là con thứ ba trong gia đình, đầu những năm 1990. Quang Lê theo gia đình sang định cư tại bang Missouri, Mỹ. Hiện nay Quang Lê sống cùng gia đình ở Los Angeles Lê say mê ca hát từ nhỏ và niềm say mê đó đã cho Quang Lê những cơ hội để đi đến con đường ca hát ngày hôm nay. Có sẵn chất giọng Huế ngọt ngào, Quang Lê lại được cha mẹ cho theo học nhạc từ năm lớp 9 đến năm thứ hai của đại học khi gia đình chuyển sang sống ở California anh từng đoạt huy chương bạc trong một cuộc thi tài năng trẻ tổ chức tại California. Thời gian đầu, Quang Lê chỉ xuất hiện trong những sinh hoạt của cộng đồng địa phương. Mãi đến năm 2000 mới chính thức theo nghiệp ca hát. Nhưng cũng phải gần 2 năm sau, Quang Lê mới tạo được chỗ đứng trên sân khấu ca nhạc của cộng đồng người Việt ở Mỹ. Và từ đó, quang lê liên tục nhận được những lời mời biểu diễn ở mỹ cũng như ở canada úc quang lê là con thứ ba trong gia đình gồm sáu anh em và một người chị nuôi từ nhỏ quang lê thường được người chung quanh khen là có triển vọng cậu bé chẳng hiểu có triển vọng là gì chỉ biết là mình rất thích hát và thích được cất tiếng hát trước người thân để được khen ngợi và cổ vũ. Đầu những năm 1990, Quang Lê theo gia đình sang định cư tại bang Missouri, Mỹ. Một hôm, nhân có buổi lễ được tổ chức ở ngôi chùa gần nhà. Một người quen của gia đình đã đưa Quang Lê đến để giúp vui cho chương trình sinh hoạt của chùa. Và anh đã nhận được sự đón nhận nhiệt tình của khán giả. Quang Lê nhớ lại, người nghe không chỉ vỗ tay hoan hô mà còn thưởng tiền nữa. Đối với một đứa trẻ 10 tuổi, thì đó quả là một niềm hạnh phúc lớn lao, khi nghĩ rằng niềm đam mê của mình lại còn có thể kiếm tiền giúp đỡ gia đình.